và công nghệ Việt Nam hiện cả nước có khoảng 900.000 doanh nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực nhưng số lượng doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khách hàng và cá nhân chiếm tỷ lệ rất nhỏ chỉ 4.685 doanh nghiệp số lượng ít nên hầu hết đều hoạt động độc lập Chính phủ đã dành nhiều quyền lợi cho doanh nghiệp khách hàng và cá nhân với mục đích phát triển nền khoa học và công nghệ cho Việt Nam nhưng do số lượng còn khiêm tốn không có lực lượng hỗ trợ đồng hành nên quyền lợi còn chưa được bảo đảm đây chính là lý do tôi thúc lãnh đạo Bộ khoa học và công nghệ chỉ đạo cho cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khách hàng và cá nhân đứng ra kết hợp vận động thành lập ra một tổ chức hiệp hội cho các doanh nghiệp, khách hàng và cá nhân Việt Nam, cũng tại lễ ra mắt và đại hội hiệp hội doanh nghiệp, khách hàng và cá nhân Việt Nam, ông Phan Xuân Dũng, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và hy vọng rằng hiệp hội sẽ là nơi hội tụ của trí tuệ, hỗ trợ phát triển thị trường nói chung